Gàu không những khiến bạn ngứa ngáy khó chịu mà còn mất tự tin trong giao tiếp, chính vì thế làm thế nào để trị gàu dứt điểm là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Từ lâu, dầu dừa đã được xem như một bí quyết chăm sóc sắc đẹp của các chị em phụ nữ. Đặc biệt, dầu dừa còn có tác dụng rất tốt trong việc trị gàu và nuôi dưỡng tóc mềm mượt, chắc khỏe. Dầu gội thảo dược gừng dừa hữu cơ là sản phẩm mới ra mắt của thương hiệu Cỏ cây hoa lá với thành phần chính từ các loại thảo dược thiên nhiên như gừng tươi, dầu dừa. Kết hợp cùng các thành phần chiết xuất từ thực vật nên cực an toàn. Lành tính đây là sản phẩm của công ty sản phẩm thiên nhiên và hữu cơ ONA Global. Sản phẩm mang thương hiệu Việt. Đặc biệt, trong quá trình sản xuất các vải gừng tươi không bị loại bỏ hoàn toàn mà vẫn được giữ lại trong những chai dầu gội. Bằng mắt thường chúng ta vẫn có thể quan sát được Điều này sẽ giúp phát huy được hết công dụng của gừng đối với mái tóc và da đầu. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về sản phẩm combo dầu gội xả thảo dược gừng dừa. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như combo dầu gội xả thảo dược gừng dừa giá bao nhiêu, mua ở đâu, xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Combo dầu gội xả thảo dược gừng dừa giá bao nhiêu tiền? Thời điểm mới tung ra thị trường combo dầu gội xả thảo dược gừng dừa có giá lên tới 525. 000 đồng. Nhưng bạn đừng lo lắng, trong tháng này đang có ưu đãi giảm giá chỉ còn 490. 000 đồng. So với hiệu quả mà nó mang lại thì với giá này không hề đắt một chút nào. Mọi thông tin thêm về sản phẩm các bạn nên xem trực tiếp tại website chính thức để biết thêm chi tiết. Mỗi sản phẩm đều có mã vạch để chống hàng giả, hàng nhái khi khách hàng sử dụng và trách mã vạch sẽ hiển thị ra hình ảnh của sản phẩm. Một điểm cộng nữa cho website này là các nhân viên tư vấn rất giàu chuyên môn, dễ thương, quan tâm đến người mua hàng. Sau khi đặt hàng xong, bạn sẽ được giao hàng tận nơi và thanh toán khi đã nhận hàng. Việc có thể mua hàng trực tuyến sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức. Combo dầu gội xả thảo dược gừng dừa mua ở đâu? Bạn nên đặt mua sản phẩm combo dầu gội xả thảo dược gừng dừa trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau. Click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm combo dầu gội xả thảo dược gừng dừa sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm combo dầu gội xả thảo dược gừng dừa chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của combo dầu gội xả thảo dược gừng dừa để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết hãy ủng hộ tác giả bằng cách like share comment và subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất